Nông Cơ Đức Châu Đức Nông xin kính chào bà con. Nay em xin review giới thiệu với bà con hai con máy dòng tầm cũng không nhỏ hẳn mà cũng không lớn hẳn, dòng nó vừa vừa, dòng TX400 và IK400, trang mai IK400, Kubota TX400, động cơ 4 TS 4 nhựa. Hình như con Kubota này là nó nhỉnh nhựa hơn ạ. Cũng vậy thôi, cũng 4 nhựa. Kubota cũng 4.0, 4 nhựa. Dòng này thì chức năng là cũng đảo tay lên luống, xoay 360 độ. Đảo tay lên luống thôi. Đây, cái lưỡi của nó đây, có thể tháo chỗ này ra để kéo rơ móc này, kéo rơ móc này. Đấy, phù hợp với những người mà bà con nào mà nói chung là diện tích cũng vừa phải này, và thứ hai là sức khỏe cũng bình thường, vừa vừa thôi, làm con này rất là ok. Nhìn nó rất là gọn thôi, nhưng mà cái mã lực của giấy dòng này ấy, nó không hề yếu một chút nào đâu ạ. Bà con cứ nghĩ rằng nó bốn ngựa là nó yếu, nhưng thực ra con máy này nó thiết kế như vậy, người Nhật Bản người ta đã tính toán hết được cái sức mạnh của nó. Bốn ngựa nhưng mà nó cơ nhông có xéo, nó kéo nó sới thì cũng không hề thua kém những dòng nào. Chỉ là ví dụ như mình làm với diện tích mà nó quá nhiều thì con này nó làm là nó lâu hơn thôi. Còn nếu mà diện tích nào nó vừa phải, bà con nào mà sức khỏe bình thường ấy, kể cả phụ nữ có thể lái được những con máy này, làm được con máy này rất là nhẹ nhàng, có số ngắt sới đoàn hoàng. Đây, ngắt sới đoàn hoàng. Rồi số tới của nó, con TX này thì nó cao hơn cái con IK kia. Số của con TX này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 1, 2 ria, 1, 2 lùn. Đó. Còn cái con IK 400 đây thì nó có 1, 2, 3, 4 số tới thôi, 2 số lùi, 2 số ria thôi. Đó. Và con nào mà cần cái thể loại mà nó vừa vừa mini, không phải là mini mà diện tích của mình cũng vừa phải ấy. Rồi là mình cần cái chức năng là ví dụ sới này, lên luống này, hay là kéo móc rất là ok nha bà con. Đấy, dòng này rất ok, đáp ứng được mọi yêu cầu bà con. Cái con TX400 này như em thấy thì nó còn phần trăm nó rất cao, bởi vì sao, cái nước sơn của nó thì còn rất là mới ạ. Đây, bà con có thể nhìn thấy nó, mấy cái chỗ đọng nước này nó chưa có han rỉ đáng là bao nhiêu nhá, còn rất mới. Đấy, lốc lát của nó còn nguyên bản luôn. Đây, nó còn là bám đi vào đấy thôi, chưa ăn luôn cả. Màu sơn của nó rất là tươi, rất tươi luôn. Mấy cái vỏ này thì nó chưa bị bể vỡ gì cả. Thì động cơ này là động cơ 4 ngựa. Đấy, có dành cho những bà con diện tích vừa phải. Bà con nào mà có nhu cầu về những cái dòng như thế này thì sử dụng những cái dòng này. Dòng này thì em còn rất nhiều nhé, em chỉ lôi ra được một con này với một con kia thôi. Chứ lôi ra bây giờ nó ở bên trong, nó lôi ra nó khó lắm. Bà con nào chốt thì em mới kêu người lôi ra nhiều con để cho bà con lựa chọn thôi. Hoặc là bà con chốt con nào thì cứ yên tâm. Bà con đã xem những cái video ở trên kênh của bọn em rồi đấy, những con máy ở trên bọn em ấy, khi mình quay review cho bà con ấy, thì đôi khi là nhìn nó hơi bẩn bẩn một tí. Nhưng mà đến khi bọn em hoàn thiện máy, bọn em giao máy cho bà con ấy đấy, những con máy bà con có thể nhìn thấy nó rất mới, rất đẹp luôn. Đảm bảo với bà con là hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền của bà con bỏ ra. Đấy. Và những cái dòng này thì giá nó cũng bình dân thôi. Bên em thì bán giá thì hầu như là rất là bình dân. Tại vì cũng có một số bà con yêu cầu là những cái dòng nó mini, nó vừa vừa ấy. Không hẳn là mini, cái này cũng không hẳn là mini đâu ạ. Bà con nhận máy thì bà con sẽ biết là con máy này nó rất là to, rất trường, rất dài. Đấy, dàn sới của nó tầm khoảng 40, được 40. Cũng thành được một luống luôn rồi ạ. Đấy, ví dụ diện tích nhỏ vừa phải thì bà con chơi những cái dòng này rất là vừa luôn ạ. Hoặc là những nhà nào mà trồng rau sạch, đồ các thứ gì đó rất là vừa phải luôn. Con cầu kéo móc. Con này, con tiếp theo là con Giang Ma IK400 đây. Bà con nhìn thấy nó trường, nó dài lắm.
thì nó dài hơn con TX 400 như một chút ạ. Đấy, động cơ 4 ngựa K400 sới bộ xoay 360 độ, đảo tay lên luống, đánh luống rất là ok nhé, đánh luống rất là ok. Giá thì nó cũng bình dân thôi, bên em báo giá thì bà con thấy đấy, những con máy to khổng lồ đấy, giá bán tại cửa hàng có 6,9 triệu. Đấy, những như con này, mấy con này thì giá cũng rất là phải chăng thôi, không bao giờ bên em có giá cao đâu ạ. Bán giá cao là những con hàng hệ, kể cả những con hàng hệ thì bên em cũng báo giá cũng rất là vừa phải cho bà con mình có máy để dùng rồi, có máy để sử dụng xài cho nó nhàn thân, nhàn việc cho mình. Đấy, nói chung là vào những dòng này ấy, thì chức năng của nó là như vậy rồi, cũng không có gì cần gì phải review nhiều hơn này. Ví dụ bà con nào chỉ quan trọng là cái diện tích mình là bao nhiêu này, hoặc là cái công việc của mình có làm thì như thế nào này, mình muốn sới hay mình muốn lên luống gì này, hoặc là mình muốn kéo lên móc gì không. Đấy, bà con cứ bảo em tư vấn cho, những con này nó có phù hợp hay không. Đấy, diện tích của các bác bao nhiêu ạ, thì bọn em mới tư vấn cho các bác được là nó có phù hợp với các bác hay không. Đấy, những con này thì nó là gọn nhẹ này, dễ dàng, dễ lái này. Đấy, cái bánh của nó ấy, cái bánh lốp của nó đây nhá, bánh lốp của nó đây thì có thể tháo ra, bà con có thể tháo cái đuôi sới này ra này, tháo đuôi sới này ra, gắn liềm cào cào vào đây nhé, bà con có thể tháo cái bánh lốp này ra, gắn liềm cào cào vào đây, làm sới nhảy ok luôn nhé bà con nhé. Đấy, làm sới nhảy ok này. Cái thứ hai nữa là gắn bánh lồng rất là ok luôn nhé. Gắn bánh lồng mình có thể đi dưới ruộng nước, ruộng lún gì đó, bể bừa, rất là ok luôn ạ. Đúng, con IK này cũng vậy, con trang bay IK400 này cũng vậy, có thể tháo bánh lốp này ra, rút chốt ra, thao tác nó đơn giản lắm. Mình có thể tháo ra, gắn bánh lốp này, gắn bánh lồng này, gắn lồng sạc cỏ này, gắn liềm cào cào làm sới nhảy luôn nha bà con nhé. Thao tác rút những cái này ra rất đơn giản, nó có mấy cái chốt đây, bà con chỉ cần rút này ra là nó ra rồi. Và vặn một cái hộp sên này ra, hộp xích này ra, vặn hộp xích này ra, nó con này cũng vậy, cũng vặn hộp xích này ra thôi là mình có thể gắn liềm cào cào làm sới nhảy rất là ngon, mạnh lắm. Đấy, mấy cái thể loại như mấy con trâu vàng, mấy cái đồ hàng tàu ấy, nó hay làm như vậy lắm. Đấy, hàng tàu nó hay nhái của những con dòng Nhật này nó làm này. Đấy, nhưng mà thằng này ấy, nó có một cái hay nữa là liềm ngắt sới nó đằng rất là đầy đủ này. Cái thứ hai ấy là có thể là đảo tay lên luống được. Đấy, những dòng này đảo tay lên luống được nha bà con. Bà con nếu không thích thì có thể là có những người lại thích này, gắn liền, gắn lưỡi cày chia luống cũng ok hết luôn. Đấy, nói chung những dòng này nó cũng rất là đa năng này. Những cái loại xoay 360 độ này này, làm vườn cực kỳ là ok luôn. Thôi, bà con nào mà có nhu cầu như thế này ấy, thì cứ liên hệ với em nhé. Hoặc là cần tư vấn máy móc gì ấy, cứ liên hệ với em sẽ tư vấn cho. Đấy, ví dụ bà con là muốn yêu cầu em review thì em cũng sẽ sẵn sàng review cho bà con thôi. Nhưng mà bà con thông cảm cho em một chút, tại vì bên em cũng hơi bận một chút đấy. Thì đâm ra là đôi khi nó hẹn bà con hẹn tới hẹn lui mà không thấy có máy để review. Bà con nhắn tin mà chả thấy nó trả lời gì cả thì cũng đừng trách em, tại vì em hơi bận chút đấy bà con nhé. Thông cảm giúp em ạ, tại vì đấy, mấy anh em tự làm hết thôi, tự làm máy hết thôi ạ. Em cũng phải lao vào em làm, em trả đơn cho bà con nên đâm ra là nó hơi lâu một chút. Trả lời tin nhắn thì nó hơi lâu một chút, bà con thông cảm nhé. Với lại là cái review, cái chuyện review máy móc hay chụp hình ảnh gì á, bà con nếu mà đã mua ấy, thì cứ gọi điện cho em không